Đây, tôi xin mời cô. Tôi xin mời cô bước ra khỏi căn phòng của tôi. Tôi không tiếp đón cô trong cái căn phòng của tôi nữa. Tại vì sao? Cô vào đây, cô quậy quá. Cô quậy đến nỗi tôi không thể làm việc được. Tôi không thể nào dựng clip, tôi không thể nào tôi chuyên tâm tôi dựng clip được. Tôi thọt cái chân xuống đất là cô cứ cắn. Đây, xin mời cô. Xin mời quý cô bước ra khỏi căn phòng của tôi. Ok. Thường thì mọi người sẽ thấy được những cái hình ảnh tuyệt vời của hai cha con Trọng cũng như những bé chó khác nữa ở nhà vui vẻ với nhau. Trọng thường hay nói chuyện, tâm sự, rồi làm trò. Ai cũng thích hết trơn á. Ai cũng muốn sở hữu cho mình một cái bé cún thật là dễ thương, thật là kháu khỉnh, để những lúc vui buồn có nhau, để chăm sóc. Nhưng mọi người có biết không, đằng sau những cái vui vẻ đó cũng có những cái câu chuyện cười mà cười ra nước mắt luôn rồi mọi người. Hôm nay Trọng mời mọi người xem một phần nho nhỏ nha. Từ từ để cho ba ăn với hai cho con mình cũng ăn chứ, là phải cho ba cho mình ăn con ăn đúng không? Táo là không được ăn hột, trong hột nó có chất độc cyanua đó con. Gọt vỏ đi con, phải gọt vỏ nè. Ngon quá. Ngon không? Hình như miếng nhỏ quá không đủ chém cả răng nha. Ăn đàng hoàng vô. Đi giấu lại để xin nữa là ăn đánh liền. Là ăn đánh liền. Hết chưa bà Dinh? Nuốt đi bà Dinh. Không. Nuốt đi. Nuốt bà mới cho nữa. Con nuốt đi. Tính ham ăn luôn với ba hả? Tính ngậm vô hết vô miệng hả? Trời ơi, nó ngậm 3 miếng luôn kìa. Đó, mọi người thấy hai cha con Trọng dễ thương không? Út Tiêu dễ thương không? Hai cha con Trọng ăn chung một quả táo, nhìn rất là dễ thương ha. Hôm nay thì nó ăn ít chứ bình thường là nó ăn nhiều lắm, ăn cả nửa quả luôn á. Tại hôm nay ăn cơm rồi thì Trọng mới thực hiện cái video này nên em nó hơi ăn ít. Nhưng mà chưa đâu, ở cái video này Trọng sẽ chia sẻ cho mọi người xem, chắc chắn rằng là mọi người sẽ cười nghiêng, cười ngã vì những cái gì mà Trọng chịu đựng với bé Út Tiêu. Mà đây là một bé đại diện thôi, còn nhiều bé quậy Trọng dữ lắm nha mọi người. Đây, hình ảnh đầu tiên là mọi người thấy không? Rất là dễ thương, rất là hiền hòa ha. Em có vẻ là đang làm một việc gì đó, thấy chưa? Đang thọ vô cái chậu gấp một cục đá ra chơi, để xả nhà chứ không gì hết. Trọng dọn rồi đó, chứ bình thường này nhiều lắm. Đó, một cục chưa đã, thò vô tiếp. Cái chậu của Trọng là ngày xưa là cây lá xum xuê. Lúc đầu Trọng cứ tưởng là ai còn đổ thừa quan cho mấy bé mèo nữa. Nhưng không mọi người, cái cây này là Trọng đem từ Phú Quốc về. Trọng ươm từ một gốc cây không có một cái lá nào hết, mà Trọng trồng ra được mấy cái đọt rất là dễ thương. Trọng chăm sóc, Trọng bón nước hàng ngày. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy nó tàn tạ hết vậy. Là công của ai? Công của Út Tiêu hết. Nó cắn, nó kéo, nát cái lá hết trơn. Bây giờ nó chuyển qua tới cái gốc rồi đó. Hèn, bắt gặp tại trận hèn. Hèn, còn có chói cãi gì không? Nằm yên đó. Bắt gặp tại trận, ngồi yên đó. Đừng có núp, đừng có núp, đừng có núp. Tại sao vậy? Hả? Tại sao? Nằm ngửa ra chịu tội. Nằm ngửa là chịu tội. Nằm ngửa ra.
Sao vậy hả? Khỏi quéo cái đùi cái gì hết trơn á. Sao con thò vô đó con gấp đá ra nhà? Hả? 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 Giờ con muốn phá đúng không? Nè con coi xung quanh nè. Nắp chai nè. Đá nè. Đá nè. Đó. Nằm yên cho tôi. Nằm yên đây. Sao vậy hả Út Tiêu? Con hư lắm nha Út Tiêu. Con hư lắm nha Út Tiêu. Và đây là những cái lúc mà Út Tiêu nó thử cái lòng kiên nhẫn, cái lòng can đảm của Trọng nè. Câu chuyện được kể vào một đêm khuya, lúc tầm gần 2 giờ sáng bắt đầu. Cái gì đây? Đó, mọi người thấy chưa? Nói rồi mà. Này nó hư lắm. Con hư quá đi. Ba nói thiệt luôn á. Đó, 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 đó. Cũng cái chiêu này hoài luôn á. Thiệt luôn á. Nè. Nếu ba mà không mắc tiểu á là ba để tới sáng luôn rồi ba mới dọn. Nhưng mà giờ nửa đêm ba mắc tiểu rồi thì ba cũng phải dọn chứ làm sao. Con thấy không? Con thấy con hư không? Hả? Đó, con nhìn con thấy được không? Mọi người nè. Mọi người nghĩ là nuôi nó là vui lắm đúng không? Đây nè, trong quay cho mọi người từ hồi chiều đến giờ đó, để tổng hợp thành một cái video đó. Thì mọi người nghĩ nuôi một con như này nè là mình phải chịu đựng được những cái gì, phải chịu đựng những gì với nó. Ngoài cái chuyện mà nó dụ mình, ngoài cái chuyện mà nó giả bộ nè, thấy không? Nó giả bộ dễ thương ra nè. Còn lại nó báo mình hết. Mà Trọng cũng nói thiệt nha, ai mà phải có cái tấm lòng thương yêu rồi không biết giận kìa mới nuôi được mấy con này. Chứ có người ta nuôi mà ta đâu có dám thả gì đâu, ta nhốt trong lòng á gì. Không biết giận nha, không sợ hôi, không sợ dơ. Có lòng vị tha mới nuôi được mấy cái bà này. Thiệt là mệt ghê luôn á. Để nói nó cái đó nó như nè tính đánh nó, đánh nó lấy tay nó đánh lại luôn đó. Thấy không? Ba đánh nó kìa, đỡ à, con được quyền đỡ, con mới để cho ba đánh, con mới để cho ba đánh, con nó cũng quánh ba lại hả, nó con quánh ba lại, con nói cái là nằm ngửa kìa. Bây giờ đi vệ sinh cái xử lý nữa mới ngủ. Ba không hiểu là cái bụng con á, cái bụng con có ba lớn nè, cái người con chút vậy nè, đó, con chút bé vậy nè, mà trong người con chứa bao nhiêu lít nước, hả, Út Tiêu, con chứa trong người bao nhiêu lít nước mà một ngày là ba thấy ít nhất là chừng 20 cái bãi này, ba nói thiệt, ba nuôi mấy anh mấy chị á, đi tiểu ngày 1-2 lần à, còn con hả, 20. Con giống là cái máy cấp thoát nước gì đó. Ba sợ con luôn á. Chắc mày mốt ba cắt nước con á. Thôi khỏi có nịnh đi. Khỏi có nịnh đi. Nói đến cái là gì đó. Nói đến cái là gì đó. Chịu nổi đó không? Đó. Mọi người thấy một ngày mà Trọng dọn bao nhiêu bãi đây nè. Chừng 20-30 bãi. Bãi này là nhỏ đó. Đó. Mới có giờ này thôi đó. Mà nó đi vậy đó. Rồi nếu mà để thêm cho con để thêm cho con đô la nó vô nữa thì hết ăn hết ngủ rồi cái nhà mai mốt nó không có còn ở nổi luôn. Nên là ai nói gì nói, Trọng nghĩ rằng là mình thương các em và mình đủ sáng suốt và mình đủ cái quyền cũng như là đủ cái minh mẫn để mình làm sao mình cho các em nó có một cuộc sống tốt nhất, vừa tốt cho nó mà vừa tốt cho mình nữa. Cái bà này thì thiệt á, lỡ rồi đó, lỡ đưa nó vô nhà từ hồi lúc mà đem nó về từ hồi lúc còn đỏ hỏn đó, chứ không thôi không có cửa đâu cái con.
Còn may mắn đó, thiệt á, bữa nay ba nói hết lòng ba luôn á. Chứ ba thấy ba mệt mỏi với con dữ lắm mà. Nè. Nè. A few moments later. Đó, mày thấy cái gì vàng tươi không? Phúc Tiêu, lại đây. Lại đây, sao vậy? Nè, sao vậy? Hả? Một ngày con đi vệ sinh bao nhiêu lần nè? Vài lần thôi. Nó nói với là con lật vậy đó. Con không có bao giờ con biết con không biết lỗi một chút nào hết trơn á. Con không có bao giờ biết hối lỗi chút nào. Nói con cái là con nằm con ngửa bụng ra, con giả bộ cái mặt con ngây thơ. Đó. Biết ba chùi nước đá cho con biết cái ba mệt mỏi đúng không? Giờ ba để con nằm đây cho con hửi cho con biết cái mùi. Nó cái này lật ngửa bụng ra chỉ cần la rồi giờ có cái chiêu rồi. Nói cái này lật lên, nói cái này lật lên. Nghe, bỏ nghe chưa? Đó, chọn lấy Út Tiêu ra để làm đại diện một cái câu chuyện nho nhỏ về cái việc mà chăm sóc các em để có được một cái bé cún, bé mèo mà nó dễ thương, nó ở chung với mình, rồi mình tâm sự, mình chia sẻ buồn vui trong cuộc sống là phải trải qua như vậy đó. Mỗi em nó sẽ đều có một cái cách làm báo thủ khác nhau. Những em mèo có những lúc là chạy nhảy đồ đạc cũng tung tóe, rồi những lúc leo hàng rào ra đi chơi, lên nóc nhà người ta cũng phải tìm về. Những bé lớn ở dưới nhà dưới thì cũng có những lúc hú lên, những lúc làm ầm lên 3-4 giờ đêm mình nghe thì mình cũng phải ào ra để mình la, để không có mít lòng hàng xóm. Nhưng nói tóm lại là chồng không có giận, chồng đã chấp nhận nuôi các em rồi. Tại vì mình đã xác định các em là một vật thể sống, nó không phải là một con gấu bông nằm bất động ở đó. Nó cũng là một cái sinh vật, nó cũng ăn, ị, tiêu tiểu như bao người khác. Mình nuôi nó là mình phải chấp nhận. Còn mọi người có chấp nhận nuôi một bé chó, một đàn chó như vậy không?